Jessica Tố bị 8 thành viên SNSD cô lập, hợp sức đuổi mình ra khỏi nhóm trong tiểu thuyết mới. Cuốn tiểu thuyết mới của Jessica tiếp tục khiến công chúng xôn xao vì những câu chuyện được cho là nói về SNSD. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay gây sóng gió Shy được phát hành năm 2020, Jessica Jung đã đem phần 2 mang tên Bride quay trở lại. Dự kiến sách sẽ được phát hành trong thời gian tới, thế nhưng mới chỉ hé lộ một đoạn, công chúa băng giá đã tiếp tục gây bão mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Jessica có ý ám chỉ 8 thành viên SNSD cô lập mình. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính là Rachel, hoạt động trong nhóm nhạc 9 thành viên Girls Forever. Chính cô cũng từng xác nhận rằng nữ chính Rachel là mình. Đến phần 2 này, Jessica tiếp tục xoáy sâu vào mối quan hệ bất hòa giữa Rachel và 8 cô gái còn lại. 8 cô gái trong tiểu thuyết không hài lòng về hãng thời trang của Rachel. Đây được cho là chi tiết Jessica ám chỉ 8 thành viên SNSD cô lập mình và thậm chí là hợp sức ép cô rời nhóm. Đáng chú ý, 8 cô gái của Girls Forever tiếp tục phàn nàn chuyện Rachel đi muộn những buổi tập luyện cho concert ở Los Angeles, bất chấp bản thân cũng từng mắc lỗi tương tự. Sau đó, 8 thành viên đồng loạt đến gặp quản lý, cho biết họ không hài lòng với hãng thời trang của Rachel, họ cũng sẽ không đến buổi concert quan trọng nếu Rachel cũng có mặt. Và thế là công ty phải chọn số đông. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với tin đồn Jessica lơ là công việc chung vì hãng thời trang riêng, khiến 8 thành viên SNSD không hài lòng. Chính vì vậy, nhiều netizen cho rằng Jessica công khai ám chỉ SNSD cô lập đuổi mình đi thông qua những nhân vật trong tiểu thuyết. Netizen cũng cho rằng Jessica nói về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với nhóm cũ sau khi rời đi thông qua trích đoạn sau. Kể từ ngày TB đuổi tôi đi, tôi đã không còn liên lạc với những người bạn cùng nhóm cũ của mình. Nghĩ về họ vẫn còn nhức nhối nhưng cơn đau sẽ mất đi một chút mỗi ngày. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ảnh chung với 9 người chúng tôi nữa. Tim tôi thắt lại vì ý nghĩ đó, tôi phải nuốt cục nghẹn này lại. Jessica cũng được cho là nhắc đến sự kiện cô đăng tâm thư sau khi nhận tin bị đuổi khỏi SNSD vào ngày 30 tháng 9 năm 2014. Trong tiểu thuyết, nữ idol viết rằng mình đã bị hủy hoại, phục vụ với tư cách thành viên Girls Forever luôn là ưu tiên số 1 và là tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng giờ mình buộc phải ra đi không vì lý do chính đáng nào. Việc Jessica ám chỉ đã xoáy nhóm nhạc cũ trong tiểu thuyết mới đã lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng và gây ra nhiều cuộc tranh cãi dữ dội. Trước đó, trong phần 1 của tiểu thuyết, Jessica được cho là ẩn ý bóc phốt SM Entertainment nói riêng và các công ty giải trí nói chung qua lời kể của nhân vật Rachel. Tập luyện 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, tuân theo quy tắc không hẹn hò, không SNS, chính là quy định cơ bản của các thực tập sinh. Nếu không thể tuân theo quy tắc này, thực tập sinh sẽ sớm bị đá khỏi công ty. Trang 48 của tiểu thuyết tiết lộ, mọi người đều biết rằng chỉ tài năng thôi là không đủ. Vì vậy, các thực tập sinh đã cố gắng tập luyện để trở nên nổi bật hơn trong mắt CEO và các thành viên hội đồng quản trị. Nỗ lực đến tuyệt vọng, các học viên đều tập trung lại vào ngày 30 hàng tháng để đánh giá, không có ngoại lệ. Đánh giá cuối tháng sẽ kiểm tra xem bạn đã xứng đáng để được ra mắt hay chưa. Ở trang 66, nhân vật Rachel có chút thoải mái tự hào khi gia nhập ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. K-pop khiến tôi tự hào là người Hàn Quốc. Nhờ K-pop, tôi cảm thấy bản thân mình đã được thấu hiểu, cảm thấy trên thế giới có nơi để mình thuộc về và nơi đó mọi người cũng chấp nhận con người tôi. Nhiều dân mạng cho rằng Jessica đã đấu tố bộ máy công ty quản lý cũ SM Entertainment thông qua đoạn văn. Ban giám đốc của DB Entertainment nổi tiếng là những người nghiêm khắc và luôn làm theo ý họ. Những nghệ sĩ không ưu tiên mong muốn của công ty lên đầu sẽ không được chấp nhận. Truyền thống quan trọng hơn sự đổi mới, cách làm việc máy móc mới quan trọng hơn tính chân thực. Tôi đã phải tuân theo chuẩn mực của K-pop. Tôi đã có những ngày điên rồ. Tôi liên tục bị ép cân, luyện phỏng vấn và tập thể dục. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, đến phòng tập vào khoảng rạng sáng, luyện tập cả ngày, đến khoảng nửa đêm mới có thể ngã xuống giường ngủ. Rachel hay Jessica kể về những ngày còn làm thực tập sinh. Nếu bạn làm sai, video sẽ tồn tại mãi mãi trên Internet. Điều đó không nên xảy ra, không bao giờ. Tôi sẽ không mắc sai lầm và tôi sẽ không cho phép bản thân mình làm thế. Trang 263 của cuốn sách tiết lộ.